Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của Chuẩn Sát Hải Phòng. Trong video này thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một chiếc đài radio. Đây là một thiết bị rất là quen thuộc với tất cả mọi người, nhất là với những người lớn tuổi. Đây là một thói quen được rất nhiều các ông bà nghe đài để cập nhật thông tin cũng như giải trí. Thì trên tay bên đây là chiếc đài radio. Chiếc radio này thì được làm nhái theo tên thương hiệu của Sony. Sản phẩm có mã là SVK525U. Chiếc radio này thì có thể bắt được rất nhiều các tần số như là FM, SM, MW, có thể sử dụng USB và thẻ nhớ để nghe nhạc. Bên ngoài của hộp có ghi một số các thông tin. Và có một điểm thú vị nữa là chiếc đài radio này thì có thể sử dụng pin sạc, chứ không phải chỉ sử dụng pin con thỏ như một số các radio khác. Và bây giờ thì mình sẽ mở hộp ra cho các bạn xem. Bên trong hộp chúng ta sẽ có một cáp sạc, một quả pin 5C. Pin này thì giống với pin điện thoại của Nokia. Đây là chiếc đài radio nhân vật chính của chúng ta. Đây là phần mặt trước của đài. Đây là thang đo để bạn có thể dò sóng. Phía mặt trên thì gồm một công tắc tắt bật hoặc là chuyển đổi chế độ nghe đài hay là nghe nhạc. Và ngoài ra thì còn một lỗ cắm USB và thẻ nhớ. Các bạn có thể cắm thẻ nhớ vào đây để nghe nhạc. Đây là dâu, bạn có thể kéo lên để bắt sóng tốt hơn khi ở những nơi sóng yếu. Thì đây là các núm xoay để điều chỉnh âm lượng cũng như tần số. Và có một cổng cắm tai nghe 3.5, các bạn có thể sử dụng tai nghe vào buổi tối, và một cổng mini USB để sạc cho pin. Phía sau thì nhà sản xuất có ghi các cái tần số mà chiếc đài này thì có thể bắt được. Nguồn sạc là loại 4.5V. Mình sẽ tháo phần lắp lưng ra để lắp pin vào. Bạn có thể thấy chiếc đài này sử dụng 3 pin con thỏ. Cách tốt nhất thì bạn sử dụng pin của điện thoại, vì pin con thỏ là loại pin sử dụng một lần, rất là nhanh hết điện và gây hại cho môi trường. Các bạn lắp pin vào như mình đang làm. Như vậy là chiếc đài đã có thể hoạt động. Theo thì bạn sẽ dò kênh để nghe. Bạn có thể điều chỉnh âm lượng qua chiếc volume này. Bạn có thể thấy tiếng rất to và rõ ràng. Bạn có thể điều chỉnh các tần số khác nhau. Tôi xin một vé không
Như vậy là mình đã giới thiệu với các bạn về chiếc radio có thiết kế rất là nhỏ gọn và tiện lợi. Thông tin về sản phẩm thì mình sẽ đặt link trong phần mô tả của video để các bạn có thể tham khảo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.